Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 14 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, quang mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ.